Xin chào tất cả anh chị nha, và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở trên bến Dưới Thuyền ở khu vực Nguyễn Văn Của nè, Tuy Lý Vương ha. Ở đây là quận 8 nha anh chị. Đó, trong những video trước thì Nhân có quay có nói là trên bến Dưới Thuyền là đây ha. Đó, đây là hội hoa sưng của quận 8 mình nha. Ở đây thì đang trưng bày xong hết trơn rồi nè. Đó, có người Tây luôn. Đó, mọi người tới chụp hình. Rồi tay phải là cầu Nhị Hiên Đường nha anh chị. Đó, tay phải mình rẽ lên cầu Chạy Già chứ. Bên kia là đại lộ Long Tây. Ở đây là qua ở các tỉnh miền Tây mình dời lên đây. Mình chuyển lên đây xong rồi chuyển vào thành phố ha. Đó, mình kìa mai quá trời luôn. Ghe quá trình ghe luôn, ghe ở tỉnh miền Tây mình lên á, ở dưới quê mà đem mai lên đây, mai vàng. Bông hoa quá trời nụ luôn. Đây là khúc đoạn của quốc. Quá trời trái luôn. Đó, người ta đang chuyển thôi kìa. Người ta chuyển ra ngoài ha, đưa lên cái băng rẫy ra ngoài kìa. Đó, mấy chiếc ghe ta chuyển quốc lên. Bên đây bông giấy. Quá trời vui luôn. Cái quằn nhánh hết trơn luôn ha, nó đã thiệt là đã luôn. Dốc Đinh Hòa đó, trên bến Dưới Thuyền ha, ở dưới sông là thuyền, ở trên là bến để chuyển cây lên đây. Nó bắt đầu xe nó chuyển vô trong tố nè. Đó,
Ở đây chanh quá trời chanh, cây quất chứ, cái này cây quất. Trái còn nhánh hết trơn luôn. Rồi phía trước anh chị là cầu Trà Già đó. Rồi một đoạn tí xíu. Xe chuyển vô thành phố nè. Đó, trái quá trời trái. Đông thì trời đông. Xe luôn, nhà nhà đi mua cây. Quất cao nhồng. À, lễ hội trên bến dưới thuyền ha anh chị. Ở quận 8. Ngay bến Bình Đông ha. À, đường thì cũng làm rất là đẹp rồi, bên đây có cái bờ kè rồi nữa ha. À, năm nay có bờ kè làm lên rồi. Chỗ này là đậu bông cúc và anh thọ. À, bông giấy nè, bông giấy đây nè, quá trời luôn. Mai vàng quá trời luôn, búp to to, có những cây đã nở nhiều. Ở đoạn này là mai không nha, ở đầu tiên đó là cây quất. Ở bông giấy đây quá trời luôn. Đây lan nè, lan hồng điệp. Ở đây bông mai nhỏ nhỏ nè, mấy cây nhỏ,
thì đang đem dẫn thọ lên nè. Ở đây nãy nhân chạy từ cái chỗ cổng chào đi vô đây ha anh chị. Đó, trên bến dưới thuyền ha. Rồi đây bọc giấy. Rồi cây mai đẹp quá. Đây phố Ông Đồ ạ. À? Cành chữ. Rồi, dưa hấu bên này. À, cúc ha. Đây góc đường Võ Văn Kiệt nè. Ở đây nở mai nở vàng luôn. Rồi một chỗ này bông giấy nở rực luôn ha. Xe bông giấy kìa anh chị. Rồi hết chưa? Lên cây cầu đây.